nghệ thuật Tiki. Này các bạn nhỏ ơi, để sơn móng chân của mình thật đẹp thì chúng ta nên chọn màu gì nhỉ? Màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh lá cây và màu hồng. Ồ, chị yêu chúng, những móng chân có màu cầu vồng. Vậy chúng ta bắt đầu vẽ nhé. Bắt đầu với phác thảo hình bàn chân này. Các em cũng có thể vẽ xung quanh đôi chân của chính mình nếu các em thích. Tiếp theo sẽ là thời gian để vẽ chai sơn móng này. Với một hình trái tim nhỏ để trang trí ở đây. Và tất nhiên các em đừng quên vẽ nắp với cọ nhé. Thêm những đường sọc và sẵn sàng để tô màu rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với màu đỏ cho móng chân đầu tiên, màu vàng cho móng thứ hai. Thế các em có còn nhớ màu sắc cho móng thứ ba là gì không? Đúng, đúng rồi, đó là màu tím. Và sau đó là màu xanh lá cây, màu hồng cho móng chân út. Tốt lắm, màu đào cho phần da. Các em hãy nhớ tô ở giữa những đường viền màu đen nhé. Các em có thấy không? Chúng ta đã dùng một chiếc bút dạ màu đen nét dày để vẽ phần chân đấy. Vì vậy, hãy sử dụng cọ có đầu nhỏ để tô phần ở giữa dễ dàng hơn. Tô từ bên này sang bên kia, bên này sang bên kia và tô đầy vào tất cả. Giỏi lắm! Các em đang làm rất tuyệt! Các em đã bao giờ tự sơn móng chân hay móng tay cho chính mình chưa nào? Chị thì rất thích tự sơn móng cho mình. Chị thích nhất là những sắc màu lấp lánh. Màu hồng cho nắp này và một màu xanh dương đáng yêu cho thân cọ với một ít sơn màu đỏ. Và cuối cùng là màu tím cho phần cổ lọ với một đường màu xanh lá cây ở giữa. Chị rất thích sự đa dạng, vì vậy hãy chọn màu vàng cho phần thân lọ sơn móng. Giỏi lắm! Còn trái tim thì nên chọn màu gì nhỉ? Đó là màu đỏ. Chị cũng nghĩ vậy đấy. Và đây rồi, hãy cùng tô màu nữa đi nào. Thật là hài lòng. Màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh lá cây và màu hồng. Yay! Tốt lắm các em. Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ dạy cho các em làm thế nào để vẽ một chiếc đầm thật lộng lẫy và đầy màu sắc nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Trên một chiếc móc, giống như là các em nhìn thấy nó lần đầu tiên trong chương trình yêu thích của các em, chúng ta sẽ bắt đầu với hai quai áo, rồi đến đường viền cổ và hoàn thành chiếc móc áo nào. Sau đó, chúng ta sẽ tiếp tục vẽ một vòng eo, thêm hai nếp nhăn ở đây và bắt đầu vẽ những cánh hoa cho đến lớp dưới cùng của chiếc đầm. Chúng ta sẽ vẽ những cánh hoa lớn hơn cho tầng tiếp theo và thêm một tầng nữa nào để vẽ thêm một cánh hoa cho mỗi tầng. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với 4 cánh hoa, rồi 5 cánh và 6 cánh. Các em đoán xem chúng ta sẽ vẽ bao nhiêu cánh hoa cho tầng dưới cùng. Và bây giờ mình cũng vẽ thêm viền xung quanh bằng một màu đen và làm viền dày thêm nữa. Và đến giờ tô màu rồi. Cùng tô màu nào các em. Một màu hồng tuyệt đẹp. Màu sắc yêu thích của các em là gì? Còn chị thì vô cùng yêu màu hồng phấn này. Vậy chúng ta hãy tô lên phần phía trên bằng màu hồng này nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ tô màu đỏ cho đường viền cổ nhé các em. Thật là đáng yêu. Còn chiếc thắt lưng này, chúng mình sẽ tô màu xanh lam cho nó nhé. So với màu hồng thì thật là đẹp. Và bây giờ là tầng đầu tiên. Chúng ta sẽ dùng màu xanh lá tươi sáng thật đáng yêu nhé. Nó sẽ trông giống như là màu xanh bạc hà nếu các em không pha màu chính xác đấy nhé. Và các em có thể trộn chúng với màu trắng nếu các em muốn làm cho màu trở nên nhạt hơn một chút. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nào?
là màu vàng, đúng rồi. Các em nhớ hãy tô vào phần phía trong của màu xanh và màu vàng nhé. Chúng ta có thể gọi đây là các tầng cam quýt của chiếc đầm, giống như quả chanh vàng và chanh xanh vậy. Thêm một cánh hoa màu vàng nữa, chị sẽ gọi chúng là những cánh hoa, bởi vì chúng trông thật là giống những cánh hoa. Và màu cam, wow, chiếc đầm bắt đầu giống những chiếc cầu vồng rực rỡ. 1 và 2, rồi 3, 4, 5 và 6. Thật tuyệt vời. Chúng ta sẽ chọn màu nào cho tầng cuối cùng đây nhỉ? Là màu đỏ, đúng vậy. Các em hãy tiếp tục và thêm màu nhé, mỗi lúc một đậm hơn. Màu xanh lá cây đến màu vàng, sang màu cam, rồi lại sang màu đỏ, thật là rực rỡ. Và dĩ nhiên là các em có thể dùng bất kỳ màu nào các em thích đấy nhé. Các em còn có thể tô những tầng với thật nhiều màu sắc, đâu cần phải dùng duy nhất một màu, phải không nào? Khi các em đã tô màu xong và để cho nó khô, sau đó các em có thể tô thêm màu nền nữa đấy. Có thể thêm cả những hình trái tim, ngôi sao hoặc là những bông hoa. Bất cứ gì mà các em thích, gần hoàn thành rồi và xong rồi. Các em đã làm rất tốt đấy. Các em nhỏ ơi, các em đã sẵn sàng để vẽ một bàn tay thật nhiều màu sắc chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vẽ một bàn tay đơn giản như thế này. Các em có thể đặt bàn tay xuống và vẽ theo chính bàn tay của mình đó. Sau đó chúng ta sẽ tô đậm đường viền của cả bàn tay. Và vẽ một trái tim ở giữa lòng bàn tay như thế này nhé. Chúng ta tô màu đỏ cho trái tim này. Trông thật tuyệt đúng không? Tiếp tục vẽ một vòng tròn xung quanh trái tim và tô màu vàng nhé các em. Chúng ta cần cẩn thận để không tô vào hình trái tim nhé. Bây giờ thì thêm một đường màu xanh lá thật đẹp này. Rồi đến màu xanh nước biển này. Chúng ta đang làm rất tốt đấy.
chỗ này thì thêm chút màu hồng nhạt. Yay! Và cuối cùng là màu cam. Chúng ta tô màu gần xong rồi này. Nhanh tay để hoàn thành các em nhé. Bàn tay trở nên tuyệt vời hơn đấy. Và đây là trái tim trong lòng bàn tay đầy màu sắc này. Wow, thật vui đúng không nào? Hẹn gặp lại các em nhé. Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một quả dâu tây thật ngon nhé. Cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên vẽ một đường cong và sau đó thêm một đường cong khác. Nối cả hai ở trên cùng lại với nhau như thế này. Chúng ta vẽ thêm một chùm cuốn lá bằng những hình tam giác nhỏ. Đúng rồi, như vậy đó. Thêm những hạt nhỏ trên phần quả nữa nhé. Rất dễ dàng phải không các em? Và các em đừng quên thêm một đường viền thật gọn gàng, đẹp mắt đấy. Xong rồi, mình bắt đầu tô màu nào. Một màu đỏ tươi cho quả dâu tây thật ngon. Tô màu thật là vui, đúng không nào? Phần cuốn lá thì tô màu xanh lá cây nhạt nhé. Chúng ta sắp hoàn thành rồi đấy. Và đây rồi, một quả dâu tây đỏ đáng yêu của nghệ thuật Cheeky. Hy vọng các em đã có những giây phút học vẽ thật vui. Các em nhỏ, chào mừng các em đến với nghệ thuật Cheeky. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một chiếc que kem dưa hấu ngon tuyệt nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một hình tam giác. Sau đó chúng ta sẽ vẽ thêm hình que kem cho chiếc kem. Ôi nhìn kìa, nó đã trông rất tuyệt rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng tô màu cho que kem này nhé. Chúng ta sẽ tô màu đỏ ở đây. Và sau đó một chút xanh lá cây. Thật là vui đúng không nào? Bây giờ thêm màu vàng cho que kem nữa này. Và cuối cùng là một chút màu tím. Các em ơi, và đây là một que kem dưa hấu của nghệ thuật Cheeky. Cùng thưởng thức thôi nào. Xin chào các em nhỏ. Hôm nay, chị sẽ dạy cho các em cách để vẽ một chiếc đầm công chúa lấp lánh của riêng mình nhé. Chúng ta sẽ vẽ phần dây áo ở đây, nhưng các em cũng có thể vẽ thêm phần tay áo nữa đấy. Chúng ta tiếp tục vẽ với những chi tiết kiểu cách thế này, và sau đó là xếp thành các tầng. Bởi vì như vậy, để tạo thành một chiếc đầm công chúa thật bồng bềnh đấy. Bây giờ các em hãy vẽ thêm những điểm xuyến cho chiếc thắt lưng nhé. Thật lộng lẫy. Các em nghĩ sao nếu thêm một chiếc nơ ở giữa? Yeah, chị yêu chiếc nơ này. Bây giờ
thì vẽ thêm những bông hoa thôi nào. Đúng rồi, loài hoa yêu thích của các em là gì? Còn chị, đó là hoa hồng. Chị yêu loài hoa này. Và chúng ta cũng có thể vẽ những loài hoa khác nhau ở đây đấy. Bây giờ các em đoán xem ai sẽ thích chiếc đầm hoa này. Thế còn Cinderella thì sao? Đúng rồi, Cinderella, cô ấy là công chúa yêu thích của chị đấy. Còn các em thì sao? Ai là công chúa yêu thích của các em? Chị biết chắc là cô ấy sẽ rất thích những bông hoa này đấy. Hãy tô màu nó cho chúng bằng những màu sơn lấp lánh nào. Đúng vậy, chúng ta sẽ tô màu hồng cho dây đai áo. Còn màu vàng thì sao nhỉ? Dùng để tô màu cho phần phía trên nhé các em. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục dùng màu hồng này. Các em cũng rất thích màu hồng đúng không nào? Và là một công chúa thì chắc chắn phải có chút màu hồng trên chiếc đầm của mình. Vậy nên hãy chọn màu xanh lá cây để tạo nên một sự tương phản đáng yêu. Và thêm một chút màu tím sẽ tuyệt hơn nữa. Các em biết không, màu tím là màu yêu thích của chị đấy. Và không thể nào đẹp hơn khi đó là màu tím lấp lánh, thật tỏa sáng. Còn các em, màu sắc mà các em yêu thích là gì? Và chị cũng vậy nữa, chị thích tất cả những màu sắc này. Vậy chúng ta thêm một chút màu vàng ở đây để khớp với phần phía trên thì sao nhỉ? Yeah, tầng dưới cùng của chiếc đầm sẽ khớp với màu của phần trên cùng. Thật là một ý kiến hay đấy. Các em hãy dùng một chiếc cọ nhỏ nhé để tránh tô lem vào những bông hoa. Và chị yêu câu chuyện khi mà hoàng tử nhặt được chiếc giày thủy tinh mang vào chân cho Cinderella và nó vừa kết với chân của cô ấy. Đúng rồi, chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho những bông hoa này. Màu đỏ, đúng vậy, những hoa hồng đỏ thắm. Tiếp tục tô cho những bông hoa khác nào. Như vậy chúng ta có thể thêm thật nhiều màu sắc lung linh cho chiếc đầm công chúa rồi. Yeah, chị yêu chiếc đầm này. Yay, các em hãy tô cho phần giữa của bông hoa bằng những màu sắc khác nhau nhé. Đúng vậy, màu xanh ngọc lam thật là nổi bật, tương phản với màu đỏ, màu hồng và cả màu vàng. Thêm chiếc nơ màu xanh dương thật xinh xắn. Chúng ta không cần phải có tất cả mọi thứ đều là màu hồng. Chị cũng vậy, chị rất thích vẽ tranh và tô màu này. Còn các em thì thấy thế nào? Chị chắc rằng Cinderella sẽ rất thích chiếc đầm hoa công chúa này đấy. Hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Nghệ thuật Chiki.